Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. Yeah, yeah. MD. JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em build 7 chép lấy mình nè 99 nha anh em. Trong FPC á. Đó, cái ạc này của bạn Tài nha anh em. Lấy con mình nè rồi anh em ơi. Lấy cả con Gulip Rim anh em ơi. Ghê chưa? Đấy. Có gì mình sẽ review hai con này cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ vô cái FPC đi. Con nó như nào anh em ha. Đây. Đấy. Bạn Tài thì lấy rồi cho anh em. Nên mình vô mình xem thôi. Đó. Đây, lấy xong rồi nha anh em. Lấy xong thì nó sẽ không có hiện ra cái SBC cho anh em nữa. Build của thủ á. Vậy vậy anh bây giờ mình sẽ chuẩn bị vô cái một cái ad khác đi. Ad của mình nha anh em. Để mình sẽ hướng dẫn anh em nó yêu cầu những gì anh em. Để lấy qua từng chép á. Đó, đây nha anh em. Đây nè anh em. Bây giờ mình sẽ vô cái chép đầu tiên nha anh em. Đó, chép đầu tiên ha. Nó cho mình 200 keyboard nè. Đấy, để coi nó yêu cầu những gì nha anh em. Đây nè anh em. Đó. Cái đầu tiên là cái đội hình over phải là 72 cộng cho lên nha anh em. 11 cầu thủ nè. 5 câu lạc bộ, 7 quốc tịch, 3 cầu thủ đúng vị trí nha anh em. Đó, mình có ghi chú rõ ràng cho anh em nha. Đó, anh em cứ nằm theo yêu cầu là được rồi. Nói chung cái chép đầu tiên đó thì nó khá dễ nha anh em. Chỉ có over 72 cộng thôi. Rất là khá đơn giản cho mấy con anh em build thôi. Ít coi là build được rồi. Nói chung mà mình build từ từ cũng được, không sao hết. Đó, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái đội hình tham khảo nha. Đó, chép 1 đó anh em. Đấy. Nói chung là mình lấy trên mấy diễn đài của anh em khác á, xuống ha. Cho anh em tham khảo. Bây giờ mình qua bên chép 2 nha anh em. Đó. Coi nó yêu cầu gì nha anh em. Đó. Rồi. Đây nha anh em. Nó yêu cầu là đội hình là phải là over 78 cộng cho lên nha anh em. 11 cầu thủ ha. 4 quốc tịch là 4 quốc gia nha anh em. Đó. 3 cầu thủ ngoại Anh, 3 cầu thủ Ly 1, 3 cầu thủ La Liga, 2 cầu thủ giải MLS là giải Mỹ anh em. Đấy. Anh em cứ làm theo yêu cầu được anh em. Đó, mình cứ ghi chú cho anh em hết rồi đó. Cũng khá đơn giản anh em. Nói chung chấp 1 chấp 2 khá đơn giản. Cứ làm theo yêu cầu được rồi. Đấy. Có 4 quốc tịch thôi nha anh em. Cái này là có 4 quốc tịch thôi nha. Đó, hầu như là mấy giải kia là ok. Rồi, bây giờ là những đội hình cho anh em tham khảo nha anh em. Đấy. Nói chung là mình sẽ làm cho anh em 3 tấm hình nha. Đó, cho anh em tham khảo 3 tấm ha. Đấy. Đấy. Nói chung là 3 cái đội hình cho anh em tham khảo á. Giá cầu thủ bây giờ thì nó cũng đang tăng anh em. Nên cũng khá là căng nha. Bây giờ mình qua bên chép 3 nha anh em. Đó. Coi nó yêu cầu gì nha. Được 500 keyboard nè. Đó. Rồi. Nó yêu cầu là cái team mình là over 81 cộng nha anh em. 11 cầu thủ bay nha anh em. Cầu thủ bay là cầu thủ như nào anh em? Là cầu thủ không phải là thẻ những cầu thủ sự kiện nha, thẻ bay nha. Đó, bình thường nha, thẻ bình thường á. 5 giải đấu khác nhau. Đó. Cái này thì cũng khá dễ anh em. Nói chung là cứ làm theo yêu cầu được rồi. Cái over 81 thôi à. Chỉ có mấy cái chép sau nó mới khó hơn anh em. Nó mới chép đầu thì nó đơn giản rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em tham khảo một số đội hình nha. Anh em xem nha. Đó. Mấy đội hình này anh em mình lấy trên mấy cái group anh em của anh em khác á. Nếu mà anh em thấy của anh em nào thì cho mình cảm ơn nha. Mình không phải ăn cắp hay gì đâu nha anh em. Nói chung là mình mượn cho anh em chia sẻ cho anh em khác tham khảo thôi nha anh em. Đó, nói chung là mình mượn mấy hình anh em thôi. Đó, thì cũng chân thành cảm ơn các anh em đó ha. Đó, đây là cái chép 3 nha anh em. Đấy, 3 đội hình cho anh em xem thảo nha. Rồi, bây giờ mình qua chép 4 nha anh em. Đó, như thế nào nha. Rồi, vô chép 4 luôn em ơi. Đó. Còn yêu cầu những gì đây? Đây, yêu cầu là đội hình over phải 84 cộng nha anh em. 11 cầu thủ, 11 quốc tịch khác nhau, 11 câu lạc bộ luôn anh em, ghê chưa? 7 cầu thủ đúng vị trí. Đó, cái này cũng hơi căng nha anh em. Nhưng mà cũng thấy cũng đơn giản. Nói chung anh em có nhiều cầu thủ thì cứ cho vô thôi. Đơn giản thôi, hoặc đến chợ mình mua thôi.
cầu thủ bây giờ nó cũng tăng tăng nhẹ nhẹ rồi đó, anh em là không mua sớm là nó tăng nữa, hoặc là nó có thể nó một tháng sau thì nó mới rớt thôi anh em ơi. Đây một số đội hình anh em tham khảo nha, của chép bố nha anh em, đó anh em xem nha. Bây giờ mình qua chép 5 nha anh em. Chép 5 nha. Ok. Chép 5 thì được 1000 cái keyboard anh em. Đấy. Ok, cũng khá ngon đó. Rồi. Nó yêu cầu đội hình là phải over 86 trở lên nha anh em. Đó. 11 cầu thủ, không dùng cầu thủ bay nha anh em. Đó, là phải dùng cầu thủ sự kiện nha anh em. Champions League hay là cầu thủ mới đây là cái gì đó, top transfer cũng được đó. Cầu thủ đó đã loại cho anh em. Tiếp theo là hai cầu thủ cùng quốc gia nha anh em. Đó, cùng quốc tịch đó anh em, quốc gia đó, đó. Hai cầu thủ cùng câu lạc bộ. Cứ là tối đa thôi nha anh em, đó. Nói chung mình có ghi chú cho anh em làm theo yêu cầu được rồi. Rồi, bây giờ mình anh em cho anh em hình tham khảo nha. Đây. Để mình coi coi xem nó như thế nào đây. Nó là câu lạc bộ Đức nè. Có Hà Lan nè, câu lạc bộ Hà Lan nè, đó. Còn bên đây có của câu lạc bộ của thằng Porto nè, Dortmund nè. Đó, anh em cứ làm theo là ok, yêu cầu là ok rồi, cũng khá đơn giản anh em. Đấy, cái này cũng thêm xem anh em. Ngoại Anh nè, Bọc Tô nè, Thổ Nhĩ Kỳ nè. Đấy, cũng khá đơn giản anh em. Rồi, bây giờ mình qua bên chép 6 nha anh em, coi như nào nha. Rồi, chép 6 được hai em coi anh em ơi, cũng khá ngon nha anh em. Nói chung anh em yêu thì cũng trả lại được ít coi nha. Đây, nó yêu cầu đội hình là 88 cộng trở lên nha anh em. Over 88 cộng trở lên nha. 11 cầu thủ, 2 câu lạc bộ, 5 cầu thủ bay nha anh em. Cầu thủ bay là cầu thủ không phải là thẻ sự kiện nha anh em. Đó, nói rõ cho anh em mà. Cái này thì nó yêu cầu cũng khá đơn giản anh em, khá dễ. Nhưng mà cái khó là 2 câu lạc bộ nha anh em. Nhớ tới anh em nhớ nha, 2 câu lạc bộ nha, tối đa 2 câu lạc bộ thôi đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô một số đội hình cho anh em tham khảo nha, nó như thế nào nha. Đây. Cái này là câu lạc bộ Porto với câu lạc bộ Real Madrid nha anh em. Đó, anh thấy không? Cũng như những cầu thủ ngon bộ rẻ cho anh em đó. Đó, anh em cứ lên kiếm cái nào rẻ thì cứ mua thôi. Đây. Hay là cái bộ đọc mua với cái bộ Paris Saint-Germain nha anh em. Đấy. Hai cầu bộ nha anh em. Đúng hai cầu bộ nha, thẻ bay nha. Đó, năm cầu thủ bay nha. Đây. Cầu bộ Real Madrid và cầu bộ Napoli nha anh em, Napoli nha. Đấy. Anh em nhớ là năm cầu thủ bay đó nha anh em. Nó có năm cầu thủ bay á. Cái này chép này khá nhiều câu lạc bộ đây, khá nhiều đội hình đây. Đây là câu lạc bộ Real Madrid và Chelsea nha anh em. Đấy. Cũng khá ngon anh em. Rồi, bây giờ mình sang chép 7 nha anh em. Coi như thế nào nha. Đây là chép cuối cùng nha anh em. Được 2000 keyboard anh em. Đấy. Rồi, giờ mình xem yêu cầu gì đây anh em. 11 cầu thủ 90 cộng nha anh em. 5 quốc tịch, 3 cầu thủ cùng quốc tịch, 6 câu lạc bộ. Đấy. Cái này là cầu thủ master anh em, là cầu 90 cộng á. Còn năm quốc tịch là năm cầu thủ quốc gia khác nhau nha anh em. Nó cho mình tối đa là 3 cầu thủ cùng quốc tịch thôi nha anh em. Đấy, với 6 câu lạc bộ nha anh em. Rồi. Bây giờ mình sẽ vô một vài đội hình để mình xem nó như nào nha anh em. Đây anh em xem nè anh em. Nó có 3 cầu thủ người Anh anh em, nó là 3 cầu thủ cùng quốc tịch ha. Nó yêu cầu là 6 team nè. Rồi có câu lạc bộ Porto nè, Barcelona nè, Chelsea nè. Đó, nói chung anh em xem tham khảo nha, tại vì nó nhiều quá mình đọc không kịp luôn anh em. Đó, anh em cứ tham khảo ha. Chứ anh em cứ coi đi, rồi cái không kịp thì dừng lại. Đó, nó yêu cầu đó. Rồi, mình đã làm xong 7 cái chép lấy menu cho anh em rồi đó anh em. Anh em nào chưa coi kịp thì cứ coi qua stop lại ha, stop cái clip lại, rồi coi lại ha, quay lại coi ha anh em ha. Đó, đó bây giờ mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh em thấy hay like share cho mình ha. Anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.